là món ăn đặc trưng của Hà Nội. Phở cuốn với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu tạo nên một món ăn thanh mát, hấp dẫn, đặc biệt phù hợp trong những ngày hè oi bức. Ở tập phát sóng tiếp theo của Hành Trình Hương Vị, MC Giang Thái và đầu bếp Ngọc Tâm sẽ cùng vào bếp để chế biến món ăn đặc biệt này. Mời quý vị khán giả đón xem vào lúc 19h40, Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.